Vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế là chủ trương xuyên suốt của Chính phủ trong thời gian qua. Tại Hà Tĩnh, nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đã được triển khai song song với công tác chống dịch. Những chuyến tàu hàng container tại khu kinh tế Vũng Áng liên tục cập cảng Lào Việt đang mở ra kỳ vọng phát triển mới cho địa phương. Việc duy trì tiếp nối tuyến vận tải đường biển nhiều tiềm năng này thể hiện sự nỗ lực phát triển kinh tế của Hà Tĩnh trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức từ dịch COVID-19. Đây là chuyến tàu Tân Cảng Foundation mang theo 36 container hàng hóa của công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cập cảng quốc tế Lào Việt vào tháng 4 vừa qua. Để triển khai chuyến tàu đầu tiên này, suốt nhiều tháng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực kết nối đơn vị chủ tàu và chủ hàng, xúc tiến việc vận chuyển. Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào Việt cũng xây dựng hạ tầng đáp ứng công tác xếp dỡ, đóng rút hàng container tại cảng. Chúng tôi cũng đã tiếp tục duy trì xây dựng cái nguồn nhân lực cũng như đảm bảo phương tiện, trang thiết bị, máy móc trong cái điều kiện tốt nhất có thể, đồng thời cố gắng xây dựng cái phương án giá hợp lý nhất cho các khách hàng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho các chủ tàu biển 200 triệu đồng một chuyến vào ra cảng Vũng Áng, còn đối với các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ 700 đến 1 tỷ đồng một container. Tuyến hàng container này thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa cho các cái doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, sẽ giảm được cái thời gian cũng như giảm được chi phí. Và trong thời gian tới thì chúng tôi càng tích cực hơn nữa trong cái việc cải cách hành chính, đẩy nhanh các cái thủ tục hành chính cũng như hỗ trợ tối đa cho các cái doanh nghiệp vào đây một cách thuận lợi nhất. Tuyến dịch vụ vận tải biển bằng container này là kết quả của biên bản ghi nhớ giữa Tân Cảng Sài Gòn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào đầu năm 2021, qua đó nhằm kết nối hàng hóa giữa Hải Phòng, Vũng Áng, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Hiện đã có 3 chuyến tàu hàng container cập cảng Vũng Áng. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6 sẽ có thêm 8 tàu container tiếp tục cập cảng này. Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 1.000 triệu đô la, tăng 42,7% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, nhờ kiểm soát thành công dịch bệnh, Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn.